chào quý vị và các bạn, chuyên mục pháp luật và cuộc sống kỳ này do Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện có những nội dung chính sau. Bản tin. Phóng sự đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về biên giới biển đảo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Vừa qua, tại tỉnh ta, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã chủ trì hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận, cảnh sát biển đồng hành với ngư dân giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận và Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, lãnh đạo các sở ngành và các địa phương ven biển của tỉnh. Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận, cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, tập trung vào 5 nội dung chính như tổ chức tuyên truyền phổ biến chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giáo dục pháp luật cho nhân dân, tham gia xây dựng địa bàn an toàn, hệ thống chính trị vững mạnh, hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, hỗ trợ giúp ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần giữ vững an ninh chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, thực hiện nhiệm vụ huy động và giao nhận nhân lực, phương tiện, tàu thuyền dân sự, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp giữa Tỉnh ủy Ninh Thuận và Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam về việc thực hiện công tác dân vận, cảnh sát biển đồng hành với người dân. Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã tặng 200 suất quà cho các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận với tổng số tiền 200 triệu đồng. Vừa qua, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực hiệu quả công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2023. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên phân tích và làm rõ những nội dung trọng tâm của thông tư liên tịch số 10/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Tư pháp về cử người thực hiện trợ giúp pháp lý, trực kết nối trong tố tụng hình sự, chương trình phối hợp giữa Tòa án Nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp trong việc cử người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại tòa án trong giai đoạn xét xử, trong các vụ việc dân sự, hành chính, hình sự. Thông qua tập huấn giúp những người làm công tác trợ giúp pháp lý làm tốt nhiệm vụ của mình, góp phần triển khai công tác trợ giúp pháp lý miễn phí của nhà nước, tiếp tục phát huy hiệu quả. Từ đó, nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng mà người được trợ giúp pháp lý cần được bảo vệ, góp phần bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Sở Tư pháp vừa phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị quán triệt phổ biến triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm cho các sở ngành liên quan và các tổ chức tín dụng, tổ chức hành nghề, công chứng trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Tư pháp đã phổ biến quán triệt các chuyên đề, một số nội dung mới cơ bản trong quy định của Nghị định số 99/2022 và công tác triển khai thi hành Nghị định, triển khai một số quy định về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định, tác động của Nghị định đối với hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm tại các tổ chức tín dụng. Thông qua hội nghị, giúp các đại biểu cập nhật kiến thức pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm, nhất là đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, thông qua đó nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác đăng ký biện pháp bảo đảm và góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm mưa dầm thấm lâu, thời gian qua, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về biên giới biển đảo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân. Qua đó đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và khu vực biên giới biển của tỉnh.
Nhờ cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Phước Diêm thường xuyên đến nhà tuyên truyền về không sử dụng chất nổ, chất độc hại, xung điện để khai thác hải sản, không vi phạm vùng biển nước ngoài, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đối với ngư dân Nguyễn Xuân Xanh ở xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, giờ đây mỗi chuyến ra khơi không chỉ đánh bắt hải sản, mà đó còn là hành trình để bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, bởi ông nhận thức được rằng mỗi con tàu ra khơi chính là một cột mốc sóng trên biển. Trong quá trình đi đến bắt ngư trường Trường Sa, các cơ quan nhà nước cũng tập huấn tuyên truyền về giữ gìn biển đảo, bà con cũng chấp hành tốt. Trên cương vị là một ngư dân lâu năm, chúng tôi xác định như là những cột mốc ở trên biển để giữ gìn, bảo vệ biển đảo của đất nước mình. Trên biển hay là bất sự cố rủi ro xảy ra, đều anh em đều bảo bọc cho nhau, là hết cái năng lực của mình, đó là cái sự qua lại với nhau trên biển là một cái sự hợp tác rất chặt chẽ. Những năm qua, việc tuyên truyền vận động ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật, không xâm phạm vùng biển nước ngoài luôn được cấp ủy chỉ huy bộ đội biên phòng quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, phối hợp triển khai đạt hiệu quả. Các đơn vị đã tích cực, chủ động tham mưu tuyên truyền vận động nhân dân, nhất là ngư dân thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, nuôi, chế biến thủy sản và kiểm soát khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho bà con ngư dân. Từ năm 2020 đến nay, các cơ quan đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương, tổ chức 78 buổi tuyên truyền tập trung và hơn 2.000 buổi tuyên truyền nhỏ lẻ cho trên 13.000 lượt cán bộ và nhân dân về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trong đó, tập trung tuyên truyền Luật Biển Việt Nam 2012, Luật Thủy sản, Luật Biên phòng Việt Nam, Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Thông qua tuyên truyền, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức cấp phát trên 28.000 đĩa DVD, 17.580 sách về luật các loại, 116.400 tờ rơi, 42.231 tờ gấp, tổ chức vận động và trao tặng 5.000 lá cờ Tổ quốc, 1.250 ảnh Bác Hồ và 400 chiếc phao cho bà con ngư dân trên khu vực biên giới biển của tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023, cấp ủy, ban chỉ huy đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, trong đó chú trọng công tác vận động quần chúng để tuyên truyền, tập hợp và phát huy được sức mạnh của toàn thể nhân dân tham gia vào bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tăng cường các hoạt động tuần tra kiểm soát bảo vệ chủ quyền vùng biển, đấu tranh phòng chống có hiệu quả với các loại tội phạm trên khu vực biên giới biển, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển, thường xuyên huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, luyện tập các phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, xử lý tốt các tình huống xảy ra trên khu vực biên giới biển, quản lý không để bị động bất ngờ. Bên cạnh đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo như nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, hãy làm sạch biển, đồng hành cùng phụ nữ vùng biển, quân dân y kết hợp, các mô hình hũ gạo tình thương, cán bộ chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương ven biển phát động và tổ chức cho quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới vùng biển của tỉnh. Thành lập và duy trì hoạt động của 74 tổ tự quản an ninh trật tự với 361 thành viên và 46 tổ đoàn kết khai thác hải sản với 258 phương tiện theo chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh còn phối hợp tốt với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 tăng cường giám sát phát hiện, xua đuổi tàu thuyền nước ngoài xâm phạm vùng biển nước ta. Hiệp đồng trong công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển. Điển hình trong năm 2022, hai đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã tổ chức cứu hộ thành công 8 tàu cá gặp nạn trên biển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận tặng bằng khen cho 6 tập thể. Chương trình Cảnh sát biển đồng hành với dân là một trong những chương trình đã giúp ngư dân rất nhiều. Và đồng thời thì thông qua chương trình thì cũng để chúng tôi huy động được nguồn nhân lực của ngư dân trên biển, để cùng với các lực lượng, trong đó có Cảnh sát biển Việt Nam, giữ vững chủ quyền, bảo vệ an ninh biển đảo của Tổ quốc.
Thế thì một trong những cái nội dung mà thực hiện cái chương trình cảnh sát biển đồng hành ngư dân chúng tôi thực hiện là đó là tuyên truyền cho ngư dân. Tuyên truyền cho ngư dân hiểu biết, nắm chắc về luật pháp của quốc tế cũng như luật pháp của Việt Nam khi mà đánh bắt thủy hải sản trên biển. Đồng hành với cái đó thì chúng tôi cũng tích cực trong cái giúp đỡ ngư dân trong cứu hộ cứu nạn khi ngư dân làm ăn trên biển, như là giúp ngư dân khi mà có cái gió bão thì chúng tôi cũng giúp ngư dân để phòng tránh. Thế rồi là khi mà ngư dân ốm đau mà cần phải cấp cứu thì chúng tôi cũng kịp thời có mặt. Hoặc là giúp ngư dân khi mà ngư dân có cái dấu hiệu mà bị hỏng hóc tàu thuyền hoặc là trôi dạt sang các vùng biển nước ngoài. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thường xuyên làm tốt công tác tặng quà cho ngư dân, đặc biệt là những ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, để cho ngư dân cũng là một phần động viên ngư dân trong cái vươn khơi bám biển. Thế rồi là cũng tuyên truyền và hướng dẫn ngư dân giúp cảnh sát biển nói riêng và các cái lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên biển nói chung để cùng chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Nhằm bảo đảm quyền tham gia, hưởng lợi và trách nhiệm của người dân với phát triển bền vững kinh tế biển, trên cơ sở công bằng, bình đẳng tuân thủ hiến pháp và pháp luật, tháng 1 năm 2022, tỉnh ủy Ninh Thuận ban hành nghị quyết số 17 về phát triển kinh tế biển đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thành lập khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, kế hoạch thực hiện chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030, kế hoạch triển khai đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh. Các sở ban ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh, huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã kịp thời chỉ đạo việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch hướng dẫn thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về biển đảo gắn công tác tuyên truyền biển đảo năm 2022 tại địa phương, đơn vị. Tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cho quần chúng nhân dân đối với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nhất là đối với cái thủ đoạn lợi dụng vấn đề Biển Đông để xuyên tạc chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Tiếp tục phối hợp các cấp, các ngành tuyên truyền vận động ngư dân đánh bắt hải sản đúng quy định gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Hai là triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng sẵn sàng chiến đấu, tham mưu tham gia và phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở khu biên giới biển của tỉnh, giúp dân giảm nghèo bền vững, chủ động tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Ba là tiếp tục triển khai thực hiện các cái chương trình mô hình giúp dân hiệu quả mà bộ đội biên phòng đang thực hiện. Bốn là tập trung thực hiện tốt chương trình quy chế phối hợp với các ban ngành đoàn thể và lực lượng có liên quan nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh biên giới quốc gia, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể các cấp trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng các hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay, gắn với triển khai chặt chẽ công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát người, các loại phương tiện hoạt động trên biển, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các hoạt động giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời đẩy mạnh nhân rộng và duy trì hiệu quả các mô hình, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển của tỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Pháp luật và Cuộc sống do Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện kỳ này đến đây tạm dừng. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.